quả chính thức U23 Việt Nam gặp U23 Jordan chấn động cả châu Á, người hâm mộ Việt Nam bàng hoàng. Trận đấu giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan diễn ra lúc 21 giờ tối ngày 10 tháng 4 theo giờ Qatar, tức là 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam trên sân tập Qatar University. Nhằm phục vụ công tác chuyên môn, Ban huấn luyện U23 Việt Nam và U23 Jordan thống nhất trận đấu diễn ra trên sân không có khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Đây được xem như cữ tổng duyệt của U23 Việt Nam trước thêm vòng chung kết U23 châu Á 2024 ở Qatar. Cuộc so tài với U23 Jordan được xem như cơ sở để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chốt danh sách chính thức U23 Việt Nam xuống còn 23 cầu thủ vào ngày 15 tháng 4. Trước khi trận đấu diễn ra, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã tổ chức họp phổ biến đấu pháp và kế hoạch sử dụng đội hình thi đấu cho trận giao hữu với U23 Jordan. Ông Hoàng Anh Tuấn không quên nhắc nhở các học trò về sự tập trung, ý thức tuân thủ kỷ luật chiến thuật và tinh thần luôn sẵn sàng để vào sân thi đấu khi ban huấn luyện có sự điều chỉnh về nhân sự. Ở hiệp 1, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Trước đối thủ có thể hình cao to cùng nền tảng thể lực tốt, U23 Việt Nam triển khai lối chơi chặt chẽ và hóa giải khá tốt các đợt tấn công. Bên kia chiến tuyến, U23 Jordan kiểm soát bóng và tạo được nhiều sức ép hơn. Họ cũng có một số cơ hội dứt điểm nhưng không thành công. Trận đấu diễn ra cởi mở và có nhiều cơ hội dành cho hai đội. U23 Việt Nam dù chịu áp lực từ đối phương nhưng cũng tổ chức được các pha phản công nhanh khá sắc sảo. Đáng chú ý nhất là tình huống dứt điểm trong thế đối mặt thủ môn U23 Jordan của Nguyên Hoàng, tiếc rằng bóng lại đi chệch cột dọc. Sang hiệp 2, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn làm mới đội hình với 10 sự thay đổi và tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ vào sân theo diễn biến của trận đấu. U23 Việt Nam chủ động tấn công khi đẩy cao đội hình. Trong hiệp đấu này, cơ hội rõ nét nhất thuộc về Bùi Vĩ Hào trong một tình huống phối hợp tấn công bên cánh phải ở phút 61. Tiếc là tiền đạo câu lạc bộ Bình Dương lại không thắng được thủ thành đội bạn. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Theo thỏa thuận từ trước, hai đội tổ chức thi đấu luân lưu để rèn thêm tâm lý sút 11m cho các cầu thủ. Ở loạt đấu này, đội bạn đã giành chiến thắng 4-3 khi thủ thành U23 Jordan xuất sắc cản phá được cú sút của Vĩ Hào, trong khi Mạnh Hưng lại không thành công ở lượt sút cuối. Với U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng hai đội hình hoàn toàn khác nhau ở hai hiệp đấu với U23 Jordan. Dù vẫn chưa thể hài lòng hoàn toàn với màn trình diễn của các học trò, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết U23 Việt Nam vẫn có những dấu hiệu lạc quan nhất định hướng đến trận gia quân trước U23 Coet ngày 17 tháng 4 ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chia sẻ sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan. Trận đấu hôm nay với U23 Jordan rất bổ ích. U23 Việt Nam đã chơi với hai đội hình khác nhau, mỗi hiệp một đội hình. Nhìn chung mọi thứ cũng chưa theo ý muốn nhưng tôi thấy các cầu thủ thực hiện khá tốt, có những dấu hiệu rất lạc quan. Chơi với hai đội hình khác nhau nhưng chất lượng thi đấu của U23 Việt Nam ở hai hiệp không thay đổi gì cả. U23 Việt Nam thậm chí có cơ hội ghi bàn. Việc trận đấu đi đến loạt sút luân lưu 11m đó là mục tiêu chúng tôi đặt ra trước khi trận đấu này diễn ra. Đây là hình thức tập luyện chuẩn bị cho giải đấu. Ở loạt luân lưu may rủi, U23 Việt Nam đã thua, nhưng xét toàn cục, trận hòa xứng đáng với cả hai đội bóng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết thêm, việc các cầu thủ U23 Việt Nam thực hiện đấu pháp chưa được tốt, không phải điều. Bởi U23 Việt Nam vẫn chưa nhả khối lượng tập luyện. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn quỹ thời gian 6 ngày trước trận gia quân với U23 Coet. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho hay, nhìn chung các cầu thủ thể hiện tốt về mặt khả năng, kỹ năng, dù các miếng chiến thuật chưa được hoàn hảo lắm, nhưng có dấu hiệu lạc quan. Chúng tôi tự tin thấy các cầu thủ chơi ở trận đấu này, các cầu thủ đá tới phút cuối cùng mà chất lượng, cường độ hoạt động trên sân không hề thay đổi. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF không giao chỉ tiêu cho U23 Việt Nam. Dù vậy, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cùng học trò tự đặt mục tiêu phải vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tính toán tiếp. Thuận lợi cho toàn đội là các đối thủ U23 Coet và U23 Malaysia đều vừa sức. Hai đội bóng này không có thành tích ở giải U23 châu Á tốt như U23 Việt Nam trước đây. Trong những ngày qua, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho học trò chia đội hình tập đối kháng để chọn lọc nhân tố tốt nhất cho từng vị trí. Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn chia sẻ, Chúng tôi đang hào hứng thích nghi với các điều kiện tại Qatar để chuẩn bị bước vào giải U23 châu Á 2024. Toàn đội đã sẵn sàng, nỗ lực từng ngày hướng tới giải đấu. Qatar lịch 4 tiếng so với Việt Nam, điều này buộc các cầu thủ phải sớm có sự điều chỉnh về giờ giấc sinh hoạt do thay đổi nhịp sinh học. Tuy nhiên U23 Việt Nam đã thích nghi rất nhanh với điều kiện tại đây. Cơ sở vật chất tốt, điều kiện ăn ở tập luyện đều đạt chuẩn 5 sao tại Qatar đã góp phần tạo ra bầu không khí hứng khởi cho toàn đội. Thái Sơn khẳng định: "Tôi hiểu những kỳ vọng từ người hâm mộ dành cho U23 Việt Nam. Không chỉ riêng tôi mà chắc chắn toàn đội sẽ luôn cố gắng tối đa thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Mục tiêu trước mắt của toàn đội là nỗ lực để có được kết quả tốt nhất trong từng trận đấu để trước mắt vượt qua vòng bảng." sau đó sẽ là các mục tiêu xa hơn. U23 Việt Nam mòn mỏi tìm thủ lĩnh tuyến giữa. Với những hạt nhân như Thái Sơn, Minh Khoa và Đức Việt, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có đủ bột để gột nên tuyến giữa giàu chất thép cho U23 Việt Nam. Sau khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tiếp quản U23 Việt Nam từ người tiền nhiệm Philip Chuji, đội bóng sẽ được vận hành theo lối chơi linh hoạt và biến hóa hơn. Trong những ngày qua, chiến lược gia gốc Khánh Hòa cùng học trò rèn những bài tập liên quan đến đấu pháp như phản công, chống phản công, phối hợp trung lộ, đánh biên, tình huống cố định, thay cho những bài tập truyền bóng một chạm tương đối cơ bản và thuần túy trước đây. Tuy nhiên, dù chơi theo đấu pháp hay triết lý nào, U23 Việt Nam vẫn cần nền tảng chắc chắn ở tuyến giữa. Đây không chỉ là nơi vận hành triển khai bóng, chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, mà còn góp phần tạo nên sự cân bằng trong. Trong 3 trận ở bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam sẽ có hai trận gặp U23 Malaysia và U23 Coet là những đối thủ ngang cơ. Đây đều là những trận mà thầy trò Hoàng Anh Tuấn có thể nghĩ tới chiến thắng. Mà muốn thắng những đội cùng trình độ, việc kiểm soát được tuyến giữa là bắt buộc. Dưới thời huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, các tuyển trẻ vận hành theo công thức 343 với hai tiền vệ trung tâm quán xuyến tuyến giữa. Ở vòng chung kết U20 châu Á 2023, cặp đôi ở trung tâm là Nguyễn Đức Việt và Nguyễn Đức Phú trong đó Đức Việt làm mỏ neo đánh chặn ngay phía trên bộ bài trung vệ, còn Đức Phú thì đóng vai trò hỗ trợ triển khai bóng lên tuyến trên. đến giải U23 Đông Nam Á 2023, Đức Việt tiếp tục sắm vai đánh chặn, còn vai trò tiền vệ con thoi di chuyển linh hoạt thuộc về võ Hoàng Minh Khoa. nhìn chung thì các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn đều chơi tròn vai, đặc biệt trong thế trận phòng ngự phản công vốn đòi hỏi sự chắc chắn và kỷ luật. Chất thép của Đức Việt, Đức Phú hay Minh Khoa đã giúp U20 Việt Nam quật ngã U20 Úc với tỷ số 1-0, U20 Qatar 21 hay bất bại trong suốt hành trình vô địch Đông Nam Á. Những giải đấu nói trên cũng phần nào cho thấy triết lý của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuyến giữa thuần túy đóng vai trò phòng ngự từ xa, đánh chặn, che chắn và bảo vệ hàng thủ, đồng thời luân chuyển bóng theo cách cơ bản và nhịp nhàng nhất lên tuyến trên. Các tiền vệ trung tâm của ông Tuấn cần nhiều chất thép hơn là chất thơ. Tuy nhiên ở giải U23 châu Á 2024 với độ khó lớn hơn, nhiệm vụ đặt lên tuyến giữa cũng nặng nề hơn. Bởi không chỉ tranh chấp, phòng ngự, các tiền vệ trung tâm còn cần kiểm soát bóng tốt, có khả năng chuyển đột biến, sẵn sàng xâm nhập trung lộ nếu hàng tiền đạo bị phong tỏa. Sức sáng tạo ở tuyến giữa là những gì U23 Việt Nam cần để giải mã U23 Coet và U23 Malaysia. Do đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã mang tới Doha Qatar nhiều lựa chọn hơn ở tuyến giữa. Bên cạnh ba trò cưng gồm Đức Việt, Đức Phú, Minh Khoa còn có Thái Sơn và Hoàng Văn Toản. Trong đó có sự bổ sung mang tên Thái Sơn là đặc biệt đáng chú ý. Sau khi Phan Tuấn Tài và Võ Minh Trọng rời đội, Thái Sơn trở thành cầu thủ khoác áo tuyển thường xuyên nhất trong hàng ngũ U23 Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2003 đã ra sân tổng cộng 7 trận ở Asian Cup 2023 và vòng loại World Cup 2026. Hai loạt trận giao hữu trước đó, dù huấn luyện viên Chu Dê trước đây liên tục xoay tua đội hình, nhưng vị trí của Thái Sơn thì luôn được đảm bảo. Với khả năng chạy bao sân, với những trận không dưới 10 km di chuyển, tranh chấp tốt, truyền bóng cũng tương đối ổn định. Thái Sơn đã tiến bộ nhanh ở cả đội tuyển Việt Nam lẫn trong màu áo câu lạc bộ Thanh Hóa. Anh cũng đá chính 29 trong số 35 trận gần nhất của đội Thanh Hóa ở V-League, một thống kê đáng nể với tiền vệ năm nay mới 20 tuổi. Sự bền bỉ ổn định của Thái Sơn hứa hẹn mang tới nguồn năng lượng và kinh nghiệm cho tuyến giữa. Vốn là hai phẩm chất mà U23 Việt Nam rất cần. Hành trình vươn lên của Thái Sơn không trải đầy hoa hồng, cầu thủ của đội Thanh Hóa đã có những cú vấp và có những phút căng cứng, mắc sai lầm trong 3 trận gặp Indonesia là minh chứng. Trải nghiệm học được ở đội tuyển Việt Nam là hành trang kinh nghiệm để khi trở lại sân chơi vừa sức hơn như U23 châu Á, Thái Sơn có thể phát huy. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có những tiền vệ chất lượng Vấn đề còn lại là lắp ghép ra sao để tạo nên hệ thống hoàn chỉnh nhằm kiểm soát tốt thế trận trong những cuộc đua cần phải thắng. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.